Xin mời mọi người cùng chúc mừng cô ạ. À, cô không cần phải xài gậy nữa ạ. À. Xin mời mọi người ạ. À. Hãy chúc mừng cô ạ. À. Bao nhiêu năm rồi? Đại đi, đại 4 năm rồi. À, mà đi phải chống gậy bao nhiêu lâu rồi? Dạ, chống gậy cũng 4 năm rồi. Dũng dũng xin mời mọi người ơi hay gậy đâu em sơ đang gậy đen. Xin mời mọi người cùng chúc mừng cô ạ. À. Cô không cần phải xài gậy nữa ạ. À. Xin mời mọi người ạ. À. Hãy chúc mừng cô ạ. À. Cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều lắm. Bao nhiêu năm rồi? Đi đại biến này 4 năm rồi. À mà đi phải chống gậy bao nhiêu lâu rồi? Dạ chống gậy cũng 4 năm rồi. Rồi bây giờ bỏ gậy ra rồi, bây giờ chị cầm cái gậy chị giơ lên đầu. Bác lên ba luôn. Bác lên ba luôn. Bác gậy giơ lên đầu. À, giờ bác nó hồi hồi đó. Hồi giờ nó bác mình giơ. Rồi bác gậy đi. Xin chúc mừng sao rồi. Ok tốt rồi. Rồi chúc mừng chị nha, nhớ về làm việc kỹ thuật nha, bỏ đó cơ thể này, trường gan, trường gan, em cầm cho cái này, trường gan biết là chỗ nào chưa? Rồi trường ở hai bên này, trường hai bên này để làm gì biết không? Để phòng chống tai biến tái phát. Đó chỉ cần trường gan, trường hai bên này, rồi chị bỏ đó cơ thể chị sẽ đi khỏe hơn, nhớ nhé. Bây giờ chị nâng cái gậy lên trên đầu, rồi cầm hai tay. Xin tổng kết lại, ngày hôm nay chúng ta đã thực hiện được 45 ca bệnh nhân ạ. Kết quả rất là tốt ạ. Có 14 người là cảm thấy khỏe hơn cỡ từ 50-60%, 25 người là khỏe đến 80%, và tuyệt vời nhất là có 6 cô là bị tai biến rồi có bị đĩa đệm khá là lâu là cảm thấy là khỏe hẳn luôn 100%, 90-100%. Xin chúc mừng và cảm ơn các chị em. Rồi chúc mừng những người thầy chữa y hoa mạch, và chúng ta thấy là trong vòng có 2 giờ đồng hồ và với những con người như thế này mà chúng ta có thể làm được từng ý kết quả thì đấy là điều tuyệt vời nha. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.